Vụ tai nạn giao thông đường thủy ở Quảng Nam làm 17 người thiệt mạng đã sóng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Trên thực tế, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn trong công tác xử lý các vi phạm an toàn đường thủy. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành của người dân khi tham gia các hoạt động đường thủy. 9 giờ sáng tại cảng Thung Nai, Hồ Hòa Bình, rất đông du khách đến tham quan, chiêm bái đền Thác Bờ. Trước khi lên thuyền, các lực lượng luôn nhắc nhở du khách, nhưng ngay sau đó, thuyền rời bến chưa được bao xa, thì người dân đã cởi bỏ áo phao, vô tư chụp ảnh check-in. Trong cái phạm vi của bến là bến sẽ nhắc nhở trước khi tàu hành khách lên tàu thuyền đều phải mặc áo phao hết. Còn thì khi ra khỏi bến thì có các lực lượng khác, ví dụ như là công an, thanh tra, người ta kết hợp để phối hợp với đấy thì trong phạm vi của bến của mình là mình đã làm hoàn thành cái trách nhiệm. Ngay từ đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Hòa Bình đã xử lý 7 phương tiện, xử phạt với số tiền 45 triệu đồng, chủ yếu với các lỗi như không có đăng ký đăng kiểm hoặc đăng kiểm hết hạn, không trang bị đầy đủ dụng cụ áo phao cứu sinh, không có bằng máy trưởng. Qua công tác tuần tra kiểm soát thực tế, sau khi người ta xuất bến thì người ta sẽ cởi bỏ áo phao. Có một vài trường hợp như thế thì chúng tôi qua công tác tuần tra kiểm soát thì cũng vừa xử lý và vừa tuyên truyền nhắc nhở để người dân chú ý mặc áo phao trong quá trình tham gia giao thông hơn. Trên thực tế thì lúc ở trong tại bến ra đi trên tuyến thì người dân có thể một số người dân người ta không chấp hành. Người ta có thể mặc áo phao lúc xuất bến thì người ta mặc rất đầy đủ. Và ra đến ngoài bến thì có thể người ta không chấp hành, người ta thấy khó chịu như là người ta đã cởi bỏ đi, rất gây khó khăn cho anh em trên kể bên công an thủy và bên thanh tra, bên cảng vụ để làm cái công tác thực tế trên tuyến này. Hiện nay cảng Thung Nai có 40 phương tiện được phép hoạt động, trong đó có 4 hợp tác xã vận tải đường thủy. Do đó công tác tuần tra kiểm soát được phối hợp với cảng vụ, thanh tra đường thủy nội địa số 9, cục đường thủy nội địa, cảnh sát giao thông đường thủy, ban quản lý các cảng bến được tăng cường. Trực tiếp thì đoàn của em hôm nay là cũng đi lễ đầu năm thì cũng được thuyền trưởng và trước khi mà xuống thuyền thì cũng hướng dẫn đầy đủ các quy định là về phải mặc áo phao đầy đủ hết trong toàn bộ quá trình di chuyển đến địa điểm đi lễ. Trước đó, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã ban hành văn bản đề nghị công an các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, ra soát đánh giá những tồn tại bất cập trong hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa.